Mình muốn ở lại Việt Nam lâu hơn, nhưng phải về Mỹ gấp có việc. Tôi cũng thấy tiếc thiệt. Tại vì dưới quê tôi á còn nhiều chỗ đi chơi lắm mà tôi chưa dắt David đi. Mà David chưa nhậu với anh Bảy Cò nè. Anh Bảy Cò là anh ruột của tôi. Rồi anh Tèo nè. Cái anh Tèo mà cho David chuối hôm bữa đó nhớ không? Rồi Ba Lít nữa. Ở xóm tôi á vui lắm. Tiếc thiệt. Nhưng mình phải về Mỹ có việc gấp á, cho nên Thôi, không sao đâu. Về bển đi. Lo công việc quan trọng nhất mà, không? Rồi chừng nào mà có dịp á, về đây nè, ghé nhà tôi chơi ha. Thôi, đi đi. Cho trễ chuyến bay á. Nhớ giữ sức khỏe nha. Ê, ê, khoan con. Khoan đi. Này quà quê. Quà của Xẻo Lá. Con mang theo lên máy bay ăn. Lấy đi, không có tính tiền tính bạc gì đâu sợ. Cầm đi con. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn thím. Con xin phép chú. Xin phép thím. Con về. Rồi, về khỏe nghe. Cho chú thím gửi lời thăm ba mẹ hang. Gửi lời thăm hết bà con ở đó nghe. Có dịp nào về quay lại đây hang. Tám đưa nó đi Tám. Dạ. Ê, tôi mở cửa cho. Cái thằng.